Trên cờ là cuộc giao đấu vô cùng gay cấn giữa pháo thủ thần công Trịnh Nhất Hoàng và Bắc Côn Lôn Lưu Điển Trung giải vô địch Trung Hoa năm 99. Ở trong cuộc, Trịnh Cẩn Tiên, binh 7 tấn 1, Lưu mã 8 xua lên. Trịnh tới đây dùng mã 8 tiến 7, thì Lưu nhanh chóng triển khai hoành xe đầu tiên. Trịnh tiếp tục lại gác tường, Lưu dùng chốt 7 tiến 1, thì Trịnh ném mã còn lại ra tận biên này, đơn để mã Trịnh tề. Lưu đã tiến hành gác tường để chuẩn bị cho nước cờ lấy xe 9 bình 4 mà không phải là nước cờ tường 7 tiến 5. Tại vì nếu như làm thứ tường ngược lại vậy, thì sau khi chủ lực điều động sang cánh bên kia, Trịnh Nhất Hoàng cũng chỉ cần gào pháo này vào, rồi lộ diện lấy xe 1 bình 2. Cả cánh trái của Lưu Điển Trung thêm phần yếu mỏng. Còn tới đây Trịnh Nhất Hoàng vì vậy mà đã nâng hoành xe. Lưu Điển Trung đưa xe 9 bình sườn. Trịnh tiếp tục xe 9 lại tiến 1, song hoành xe liên kết nhau, chắc chắn đã có những dụng ý nhất định. Tới đây, lựa chọn của Lưu, mã còn lại phát triển nhảy vào trong. Thì Trịnh Nhất Hoàng mở chốt biên trước. Lưu tiếp tục lại xi 4 tiến 5. Trịnh một nước điều xe đường sườn. Còn nếu như cách còn lại, không thể nào tránh khỏi chuyện lấy xe 1 bình 4 ngay. Cũng đủ liên kết nhau tạo ra cuộc đổi. Mới chỉ có vào trận, nhưng đã đổi hết đi cả cặp xe. Trong một ván cờ tàn pháo mã, mà thấy đứng kiểu này quân lực còn đang án binh bất động. Xác suất hòa lên tới rất cao. Còn tới đây, Lưu Điển Trung đưa xe 1 vẫn hoành sườn, Trịnh Nhất Hoàng lại thò xe qua khiêu chiến ngay. Chuẩn bị sẽ là xe 4 bình 3 gây khó khăn, ít nhất là vào một chiến ngựa. Lưu Điển Trung bình 5 tiến 1, và Trịnh lại dùng pháo tiến thẳng một mảnh. Để ngăn chặn việc, sau khi xe 4 bình 3 hoặc là chém thẳng sang chốt bên kia, đối phương còn có thủ đoạn là đôi mã liên hoàn. Bởi vậy ngay tại đây, để giải quyết đi, Lưu Điển Trung dùng chốt 3 tiến 1 để thoát ngòi. Bỏ trước rồi đòi sau. Đối phương dùng bước 7 tiến thì cũng chỉ cần ngửa 3 phi thẳng vào trúc lộ. Vừa tạo thế liên hoàn với mã còn lại làm bàn đạp để dùng mã 5 tiến 3 chém đường chốt đưa lên đầu tường. Tới đây Trịnh Nhất Hoàng dùng bước 7 tiến 1 tháo chạy ngay đuổi bất trả. Mã 5 buộc phải tấn chạy. Rồi lại tiếp theo quăng một nước tường để dương cản. Bởi vậy mã có thể ngoạ tạo không thể làm. Tới đây Lưu Điển Trung phò 8 tiến qua để ém chặt vào cánh còn lại. Trịnh Nhất Hoàng xi 4 tiến 5. Rồi Lưu dùng binh 5 tiến 1 mời đổi. Mục đích sẽ là gì? Đưa mã 3 tiến 5. Tới đây Trịnh Nhất Hoàng cũng chẳng quan ngại, dùng binh này tấn diệt ngay. Vậy thì có phải Lưu đã tính sơ hở về một nước cờ? Tức là thủ đoạn dùng mã 3 tiến 5 e rằng chẳng ổn. Tại vì Trịnh Nhất Hoàng chỉ cần tháo chạy xe nhân tiền đánh đuổi, mã còn một vài cây chạy, hoặc là đi về trốn cũ, hoặc là mã 5 tiến 3, đều không thể nào tránh khỏi án tử cho chiến pháo đường 8. Lúc này, xe của Trịnh cũng chỉ cần điều sang đường 2 vây bắt ngay. Rất vất vả. Vậy thì còn những phương kế nào? Trong thực chiến, nước cờ này chính là câu trả lời của Lưu Điển Trung. Ông dùng xe 4 tiến thẳng lên, ngay hàng chốt của đối thủ. Và Trịnh Nhất Hoàng tưởng 3 đã tiến 5 phong ngự. Rồi Lưu cứ lấy xe này để thủ tiêu chốt cánh bên kia. Nhân tiện rằng đe dọa ra một tiên cờ là dùng xe 7 để tiến 1, vây bắt cả pháo, lấn ngựa. Tới đây Trịnh Nhất Hoàng không vì vậy mà quan ngại, dùng binh 5 tiến 1 thoát thân trước. Có lẽ rằng chật vật đối phó với pháo ngựa lúc này thì mã 3 tiến 5 chém chốt. Giờ thuận lợi lại phát triển đi vào đường 3. Xe pháo mã của Lưu Điển Trung đều đã qua hạ tiến công cả, Trịnh sẽ càng ngày càng bất lợi. Còn tới đây, hẳn nhiên âm mưu tiến công của đối thủ là dùng xe 7 tiến 1, Trịnh giải quyết cơ bản. Lấy xe này quay về mời đổi ngay. Không đổi thì còn những cách nào? Lấy xe này chạy, chẳng hãm phải nhường cho đối phương một tiên. Giả thử lấy xe 7 thoái 1. Lúc này Trịnh chỉ cần chốt 7 tiến 1 bắt pháo 2, pháo 2 thoái chạy, rồi lại bình pháo này vào, nhờ xe yểm trợ. Bởi vậy khiến cho quân xe của Lưu Điển Trung thoát khỏi miệng mã, buộc lòng phải rời khỏi đường 7. Bình sang lộ bên kia nhỏ mã lại, thì xe của Trịnh cứ vậy mà lộ diện được, nhân tiện kiềm chế vào pháo 8 ngay. Rất khó khăn để Lưu Điển Trung có thể hóa giải. Cả hai cánh trái phải đều hứng chịu sức ép chẳng hề nhỏ chút nào. Bởi vậy ngay hình cờ này, Lưu đã quyết định xe 7 bình 6 mời đổi. Và Trịnh Nhất Hoàng xi 5 đã thủ tiêu. Lưu dùng pháo 8 quay về cửa hà nhòm bưng trúc lộ. Cuối cùng thì quân binh này cũng không thể nào giữ lại nổi. Trịnh Nhất Hoàng xi 4 lại thoái 5 phòng thủ trước. Lưu dùng pháo này quật vào. Trịnh nhanh chóng lại dùng pháo 2 bình 3. Nước cờ âm thầm nhưng khá hiểm. Pháo có thể nhòm mã, nhưng cái hiểm hóc nhất là bưng 7 chỉ cần tiến 1, chia cắt, đánh đổi vào pháo đường 2,
cho nên việc này sẽ sớm trở thành tắc tử. Lưu vì vậy mà đưa pháo tách biên hóa giải. Trình vẫn dùng pháo 8 tiến thẳng lên để có thể vây đuổi. Lưu mở 7 tiến 8 tìm cửa thoát. Trình lại điều xe xuất vào mặt sườn. Lưu mã 8 quang biên đuổi pháo ngay, chuẩn bị có thể yểm trở với binh 7 đổ qua hà. Cho nên Trình lại dùng pháo 3 quay đầu về, chờ đợi cho một âm mưu tiếp theo, mà khiến cho Lưu nếu như vượt được chốt cũng chẳng phải là quá dễ chơi. Tới đây Lưu Điển Trung dùng C4 tiến thẳng một mảnh. Đánh như vậy có phải là họ Lưu đã bỏ qua một cơ hội tốt để tiến công? Tức là thay vì chậm xe, chỉ cần dừng mã 3 tiến 5 phi vào trung lộ, rồi phóng thành quài giang chiều tướng ngay. Hữu kinh mà vô hiểm, tướng cho dù có xuất cung cũng chẳng có quân lực nào đe dọa ở trên đường sườn này cả. Chưa kể rằng Trình tới đây chỉ cần dùng pháo 8 quay về ba nước đuổi mã trung lộ. Mã này phóng chạy lên còn hai lựa chọn, hoặc là tiến đường sườn thì tướng chỉ cần xuất cung, mã chính thức toi mạng, đi cửa nào cũng mất. Còn cách thứ hai, mã 5 tiến 3, thì việc của Trình là dùng xe này tiến một mạch bịt eo tưởng để đưa pháo còn lại chém tưởng rất cục. Nếu như mã 9 tiến 7, mã 1 chỉ cần quay về đường 2 kiểu gì cũng toi. Còn lựa chọn tường 7 ném biên thì mới rời xe về, một đòn cờ chí mạng vây bắt được một trong hai. Đương nhiên rằng thế bại của Lưu Điển Trung đã được bày biện quá rõ ràng. Bởi vậy ngay lúc này như đã bàn luận, Lưu Điển Trung đưa C4 tiến một mạch nhòm mã đối phương, và Trình Nhất Hoàng lại cao xe lên đánh thẳng vào pháo trung lộ mới đổi. Không đổi mà Lưu giữ lại chiến pháo rất mạnh của mình. Rồi Trình Nhất Hoàng đã theo xe thành ra cảnh vây bắt cả đôi. Lưu gấp gáp mã 9 tiến 7. Đây hẳn nhiên không phải là cơ hội để về phía của đỏ dùng xe này diệt pháo trung lộ. Tức là mã 7 thoái 5 rồi lấy xích này bớt ngược về xe. Làm như vậy thì là cuộc đổi hàng loạt, xe pháo đổi xe ngựa. Tại vì tới đây Lưu Điển Trung chỉ cần mã 5 tiến 3 để bắt lại, chẳng còn có cơ may nào để về phía của đỏ Trình Nhất Hoàng có thể đàn áp được đối phương. Nguy hiểm của Lưu Điển Trung đã qua đi. Nước cờ pháo này chém về chốt tạo ra một cuộc mãnh công phản kích, thấy trước mà Trình rất khó để ngăn cản. Còn những gì bày biện ngược lại, hai pháo một mã của Trình lúc này thì khá tàn lạc. Thế hình tổ chức để tiến công đành phải gây dựng lại từ đầu. Bởi vậy ngay tại đây Trình giữ lại một xe, dùng mã 1 thoái về đường 2, nước cờ hiệu quả đánh bắt vào quân bảo vệ, kiểu gì cũng bắt được một quân cả. Cho nên Lưu Điển Trung buộc phải lấy C4 bằng 3 ra tay trước. Rồi Trình Nhất Hoàng đưa mã 2 phóng lên mà diệt, nhân tiện xe này đang còn đuổi bắt pháo trúc lộ. Và Lưu Điển Trung lấy pháo 5 bằng 3, chuẩn bị ngấm ngầm cho một nước cờ phục kích khác là dùng pháo này chém lên chốt để có thể bắt lấy xe, vừa có thể chầm đáy ngay. Trình Nhất Hoàng đưa xe này tiến thẳng một mạch, và Lưu Điển Trung lấy xe 3 bằng 2 nhòm pháo 8 của Trình. Trình thấy vậy đưa mã 3 phóng bật lên, pháo đang còn soi tưởng rất cục, tưởng 7 tháo chạy. Giờ tiếp theo lại rời xe về đuổi bằng được. Lưu Điển Trung lại dùng xe 2 quay đầu yểm trở, và chẳng quên phủ ra nước hiểm, pháo này tiến chiếu xe toi mạng, cho nên Trình Nhất Hoàng lại đảo tượng về. Lưu mã 3 phóng vào trung lộ, chuẩn bị sẽ là gì, pháo này có thể chém chốt, nhân tiện là nhòm tưởng, cho nên cuộc đổi về xe Trình không thoát khỏi. Bởi vậy cũng là lý do Trình lấy chốt 7 bằng 8 sang, vừa thoát ngòi vừa có thể dùng pháo này đánh bắt trả. Nhưng việc này có phải là thế trắng một quân? Lưu Điển Trung lấy xe này thoái mà diệt, Trình Nhất Hoàng lại điều xe vào thành ra cảnh châu đôi. Không còn cách nào khác cả, hoặc là pháo hoặc là mã của Lưu sẽ phải to mạng. Lưu dùng mã 5 quay đầu về, chấp nhận pháo đổi pháo mà thôi. Nhưng Trình đưa pháo này chém được xe một tưởng, xem như một đổi tới hai. Lưu Điển Trung pháo 1 bệnh biên, rồi lại không phải dùng xe này diệt pháo ngay, mà tinh xảo ở chỗ mã 2 tiến 3, nhân tiện vừa nhòm tưởng vừa bắt thẳng vào pháo đường biên để tiến công. Cho nên Lưu dùng pháo này để chém chốt, Trình Nhất Hoàng mới dùng mã này diệt tưởng, chuẩn bị một nước cờ quang chiếu đơn giản nhất lấy mạng xe. Bởi vậy Lưu buộc phải xin này tấn lên mà cản. Còn nếu như cứ tham lam lấy xe này tiến lên thì mã xe pháo kết hợp cũng đủ để thắng trận. Còn tới đây Trình Nhất Hoàng dùng xe này diệt pháo của Lưu. Lưu tiếp tục lấy pháo 9 kê vào trung lộ, vô chiếu, tượng này thoát về, vừa dùng xe đánh bắt trả. Mã 3 giật về trung tâm, đuổi bắt tiếp. Mã 5 của Trình rời khỏi trung lộ, nhảy chiếu ngay. Nếu như ngay tại đây dùng tướng quân leo lầu, e rằng là mất mạng.
hoặc là Trình chỉ cần dùng mã quay về vừa chiếu bất được pháo trung lộ lâu cũng bại, hoặc là còn cách khác để tạo ra chiêu ngay. Dùng xe này tiến chiếu, mã buộc phải quay về bọc lót, rồi tiếp tục lấy pháo 3 bệnh 2 đe dọa. Không thể nào đỡ nổi việc này ngoài việc lấy pháo 5 bệnh 8 để cấm cản. Và lúc đó đỏ chỉ cần rời xe về đuổi pháo ngay. Pháo này có thể chạy, nhưng xe này chiếu vào trung lộ, tướng phải xuất công, rồi bệnh pháo sang. Không thể nào để cho đen có thể hóa giải. Với nước cờ tiếp theo, đỏ chỉ cần đưa ngựa quay đầu, rồi sát thẳng vào sĩ, lưỡng chiếu hết cờ ngay. Bởi vậy, ngay tại đây, Lưu chỉ còn cách đưa tướng quân xuất công đúng lộ quân lại. Và Trình lại cao xe lên đánh đuổi. Pháo này quay chạy về, hay là thủ đoạn dùng pháo 5 tiến 1, thì Trình Nhất Hoàng dùng pháo 3 tấn 2. Cái tài tình nhất của nước cờ này là gì? Chuẩn bị là pháo 3 bằng 2, thấy trước nhưng Lưu Điển Trung làm sao để có thể hóa giải được biến cờ này. Bởi vậy, đây cũng xem như là một đòn đánh cao nhất ở trong cuộc mà Trình có thể thi triển. Cây hiểm hóc nhất, tướng quân thì không thể nào đồng đẩy, cả đôi sĩ thì vô dụng hoàn toàn. Mã trung lộ nếu như nhảy đi, lên tuyến trên thì mất mạng, kể cả nước cờ đứng trên vai tưởng. Còn câu chuyện đưa để quay về, mã 5 thoái 6 cũng ra đi, xe này chỉ cần chiếu liên tiếp 2 nhịp lấy mạng. Mã 5 thoái 7 thì pháo này tiêu diệt, bởi vậy chiến ngựa trung tâm bất động. Còn việc pháo trung tâm thì gần như vô chức năng để có thể theo mà cấm cản. Bởi vậy cuối cùng lại điều xe vào. Và Trình Nhất Hoàng tung một nước cờ quyết định của mình, xe 7 tiến chiếu, tướng leo lầu lại chiếu tiếp, tướng quay về, rời pháo 3 bẩn sang đường 2, đe dọa. Lưu Điển Trung mới dùng mã 5 thoái về đường 7. Lúc này đã một mảng, Trình Nhất Hoàng không phải đưa pháo tấn một mạch để chiếu ngay, mà đợi chờ kết hợp với mã còn lại, tạo ra một sát cục mòn sát, thấy mà Lưu không đỡ nổi, đành phải nhận thua. Âm mưu tiếp theo sẽ là xe 7 tấn 1 hoặc là xe 7 bình vào. Bởi vậy, để mà giải, chỉ còn đúng một cách cuối cùng là sĩ phải đồng đẩy. Nhưng nếu như sĩ 4 thoái 5 thì pháo này chọc chiếu sát cơ ngay. Bởi vậy, phải là quân sĩ còn lại. Nhưng việc của đỏ là dùng xe này để chiếu, tướng leo lầu, giật ngựa đi về trung lộ, bất buộc rằng sĩ trung tâm phải tháo đi. Nhưng cho dù có cửa nào cũng bại, xe 7 thoái 1 lập công đầu. Một trận cờ rất hay, không hổ danh là pháo thủ thần công. Còn cũng ở giải đấu này là một trận cờ đỉnh cao, Tân Đông Bắc Hồ Triệu Quốc Vinh giáp mặt cùng Phượng Hoàng Bất Tử Hồ Vinh Hoa. Ở trong cuộc Triệu cầm tiên, pháo nhập trung, Hồ lựa chọn mã phải nhảy. Triệu tới đây đưa ngựa để thúc lên, Hồ lại bình pháo vào, manh mốn hình thành phản cung mã. Lựa chọn của Triệu là binh 3 tấn 1. Hồ cũng tiến chốt cánh còn lại, giờ Triệu mở xe, Hồ tiếp tục phi ngựa để phát triển. Triệu Quốc Vinh mã 8 nhảy biên, Hồ Vinh Hoa tường 7 đã gác lên. Triệu tiếp tục ngũ thất pháo triển khai, chuẩn bị sẽ lộ diện nốt cánh xe còn lại. Bởi vậy Hồ đã theo xe trước, sau khi Triệu ló mặt thì cũng chỉ cần tiến pháo để phong tỏa. Tới đây Triệu Quốc Vinh mở chốt biên, ý đồ rõ ràng cho việc thông ngựa về sau. Lựa chọn của Hồ tiếp tục làm dày trung lộ, và Triệu bình 5 đã tiến 1. Hồ tới đây xuất tả xe, bằng một nước cờ rất độc địa lấy xe 9 hoành sửa ngay. Một nước cờ có vẻ khá lạ lùng, đặc biệt là xuất thân từ Phượng Hoàng Bất Tử. Tới đây nếu như không am tưởng về một bối trận, rất khó khăn để giải quyết. Giả thử rằng về phía của Triệu để ngăn cản nước cờ dùng pháo tiến qua của đối phương nhằm mời thông đổi, thì còn hai cách, hoặc là sĩ 4 tiến 5, hoặc là sĩ 6 phải bổ. Nếu như cách thứ nhất, sĩ 6 tiến 5, thì Hồ sẽ lấy xe 6 bằng 8 mời đổi. Triệu chẳng còn cách nào, đành phải chấp thuận, mã 7 thoái đường 8, rồi tiếp tục đưa ngựa này để xua lên. Nhưng chuyển sĩ 6 bổ là cơ hội để Hồ Vinh Hoa pháo 6 có thể bình 7. Bởi vậy, mà dùng mã 4 tiến 3 để chém được một chốt không thể, khi mã 8 chỉ cần phát triển lên đánh ngược lại, pháo đang còn ham tưởng sát chiêu. Bởi vậy dư sức để đối trận, quân xe còn lại bị giam cầm, chính là cơ sở để về phía của đen có thể phản được tiên. Bởi vậy cũng là một phương án, sĩ 6 bổ lên không được, còn cách thứ hai, sĩ 4 bổ thì sao? Việc của Hồ cũng chỉ cần lấy xe bình 8 mời đổi, bắt buộc là xe này phải thăng, rồi mã 7 thoái đường 8, tiếp tục đưa ngựa mà ra trận thì pháo 6 chỉ cần tiến 2 để giam cầm, rất khó đi, kể cả chiến ngựa này cũng không đi được, cả cánh trái thì khỏi phải bàn. Bởi vậy trong thực chiến, sau nước cờ bình pháo sang, rất khó chịu của Hồ Vinh Hoa, thì Triệu Quốc Vinh sẽ còn những cách nào để hóa giải? Vậy thì quay trở lại thêm một chút nữa, nhiều người sẽ cho rằng nước cờ bình xe vào của Hồ Vinh Hoa là dư thừa, tại vì sao đằng nào thì cũng đi ra một biến cờ bình xe đường 8 mà đổi.
thì không vội vàng lấy xếp hình 8 có phải tiết kiệm được một tiền? Câu trả lời là có hình. Câu trả lời chính là một biến đi khác, là sau khi chiều lấy xe này tuấn đổi mã 7 thoái đường 8, còn cách là xe 8 tiến 1. Bởi vì sĩ chẳng gác, cho nên việc giải quyết cho đòn kiềm tỏa lại rất dễ dàng. Đỡ kiểu gì cũng sẽ bị xe 8 bệnh sang đường 2, nơi cánh trái của Vinh Hoa mỏng yếu nhất. Đổi đi xe vừa rồi, phản cung mã trần, sĩ tưởng thì gác lên kiểu này, chẳng khác nào đang quay lưng về đối phương. Còn chiến xe đường 2, hãy nhìn kỹ mà xem làm sao để có thể điều động sang cánh bên kia được. Dâng lên 3 nước hay 4 nước hay là kỳ hạ cũng đều vô nghĩa cả. Bởi vậy cũng là lý do cho hình cờ này mà Hồ Vinh Hoa lấy xe 9 bành sườn. Đây là một kiểu bố trận hoàn toàn cơ bản. Và Triều Quốc Vinh đã chọn cách thứ 3 để ngăn chặn việc này. Lập tức lấy pháo bành sườn nhằm có thể đuổi lấy xe. Hẳn nhiên tới đây nếu như Hồ chấp nhận là dùng pháo 6 tiến lên để diệt sĩ, thì Triều chỉ cần tưởng 3 tiến 5. Pháo này buộc lòng phải cảm tử vào sĩ còn lại. Tại vì cho dù có thoái một thì sẽ bị xe 2 dâng lên đủ để bức tử, còn tướng quân diệt. Bởi vậy cuộc cờ sẽ trở nên khốc liệt hơn, tức là một pháo đổi đi hai sĩ ngay từ đầu. Và đương nhiên nếu như đợt tiến công này không thành thì Hồ Vinh Hoa sẽ sớm mà thảm bại. Cho nên trong thực chiến thì chọn một cách đánh cuối cùng. Ngay tại đây, Hồ Vinh Hoa lấy xe 6 bành 7, Triều tưởng 3 đã mở lên trung lộ, rồi Hồ đưa ngựa phát triển ngay. Thấy về Triều sĩ 4 tiến 5 tiếp tục phòng ngự, Hồ Vinh Hoa lại cao xe, chuẩn bị có thể pháo đường 6 giữ cân vào chiến xe. Bởi vậy ít nhất rằng thế quân trên đường 2 không phải là bị giam cầm. Triều Quốc Vinh đưa xe 2 thỏ qua, quấy rối vào cánh còn lại. Thì Hồ Vinh Hoa quyết liệt dùng pháo 6 tiến qua một mảnh để chuẩn bị cho nước cờ lấy pháo 6 bành 7 nếu như đối phương đổ xe vào. Cho nên Triều không làm, đưa xe 8 tiến 1 từ từ để triển khai thế trận. Và Hồ lấy xe 7 bành 8 mời đổi. Chiều lúc này đành phải chấp thuận, mã 7 thoái đường 8, rồi tiếp theo, điều xe sang, đuổi bắt. Ngựa cửa hạ chỉ còn đúng một cách giải, nếu như không muốn dùng mã 4 quay đầu về, thì sẽ bị binh 7 tiến 1. Lúc này mã 4 phi vào trung lộ, chuẩn bị cho một cuộc tiêu đổi đi ít nhất là pháo đường 7, chiều đưa pháo 7 thoái chạy. Tại vì dễ hiểu, pháo đường 7 của chiều cơ động là thứ nhất, và thứ hai, có một tác dụng rất đáng kể và hàng tiến phòng ngự vào lúc này. Còn ngược lại, Hồ Vinh Hoa mã trung lộ lại rất khó khăn để thoát. Tới đây, Hồ Vinh Hoa lại pháo 6 bành 7, nhân tiện đuổi vào quân ngựa đường 3, chiều mã 3 thoái về biên ải. Giờ Hồ Vinh Hoa mã 8 phát triển thành quải giác. Không phải vì hai tên cờ vừa rồi, Hồ có thể nhảy mã bành pháo mà ép buộc những pháo ngựa của Triều Quốc Vinh để lui cả, để có thể kết luận một cách dễ dàng. Triều Quốc Vinh đang bị đối phương phản tiên. Hãy nhìn kỹ càng để đoán nhận cho những nguy cơ ngầm của Hồ Vinh Hoa. Tới đây Triều lại dùng xe 6 tiến lên một mảnh. Chuẩn bị là gì? Điều sang cánh bên kia đuổi mã thứ nhất, rời rời về vài nước, thành thử cả pháo lẫn ngựa chẳng biết đi chỗ nào cả. Cho nên tới đây, lựa chọn của Hồ là dùng pháo quay chạy đuổi xe, xe lại thoái một, rồi tiếp tục đưa mã 6 tiến 8 thoát trước. Và Triều Quốc Vinh lấy xe 6 bệnh sang để giam cầm, một bước ngoặt vô cùng đáng kể. Thành thử ra cả pháo lẫn xe của Hồ chính thức đã hỗn loạn. Tới đây lựa chọn là binh 7 tấn 1, thì Triều làm gì cứ để nguyên vậy, sĩ 5 rời về. Pháo 7 bằng 5 chính là một chiêu thức ác hiểm tiếp theo. Nhưng đau khổ nhất của Hồ Vinh Hoa thấy chuyện này mà không thể nào cản nổi. Chỉ còn cách là binh 7 tiến vượt qua hạ, giờ Triều Quốc Vinh bằng pháo vào đòi mạng. Hồ chỉ có thể tốt nhất lấy chốt 7 bằng 6 mà thôi. Triều vẫn cứ thẳng tay để tấn diệt như thường. Binh này tiến 1 thì pháo cũng chỉ cần đổi rồi thoát pháo còn lại. Cho nên để thực hiện được kế hoạch bất đôi, Hồ Vinh Hoa đưa pháo 7 thoái chạy, nhân tiện là giữ căn vỏ xe cánh bên kia. Tới đây binh 6 có thể tiến 1. Bởi vậy Triều Quốc Vinh đưa pháo 4 chạy trước, và Hồ tấn chốt đuổi pháo trúc lộ. Pháo này cuột lên binh, rồi lại đưa binh 6 tiếp cận. Xem như việc mất một chiến ngựa, nhưng có thể đưa chốt để cận thành, mỗi bên đều có thể tham chiến được. Triều lấy pháo để tấn chạy, Hồ dùng chốt để gõ cửa. Giờ Triều tới đây đưa pháo 5 quay đầu, mục đích là gì? Đánh tử luôn cả pháo còn lại. Thì Hồ quyết liệt lấy xe 2 bành sườn, bỏ luôn cả pháo của mình. Triều sau một thời gian ngẫm ngợi lại dùng xe 8 tấn 1 mà diệt ngay. Hồ Vinh Hoa dùng chốt này thủ tiêu, tướng phải xuất cung, lại chém luôn cả sĩ còn lại. Tướng leo lầu lại chiều tiếp, tướng quay về, rồi diệt mã của Triều Quốc Vinh. Thành thử ra
Mặc dù về phía của Hồ Vinh Hoa mất một quân, nhưng đổi lại Triệu Quốc Vinh đội sĩ cũng không còn, tướng quân thì ra ngoài lộ nguy hiểm, bởi vậy vẫn còn hấp dẫn hơn cả. Triệu lấy xe 8 tấn 1 và Hồ Vinh Hoa điều pháo vào để chờ đợi, chờ cho việc tất nhiên Mã 8 có thể tiến 6 được. Nhưng nếu như cứ chủ quan với đòn đánh này, tướng vào trúc lộ, thì Hồ Vinh Hoa còn có nước hiểm là xe 9 bằng 5 đóng cửa cải then rồi nhảy mã lên để đe dọa. Bởi vậy Triệu Quốc Vinh buộc phải tường 4 vào trúc lộ trước, Hồ Vinh Hoa Mã 8 tiến 7 nhảy hướng còn lại đe dọa vào bưng trung tâm, nhưng bị Triệu bằng xe sang để giam cầm. Nếu vừa pháo, ít nhất là ngựa này không thể nào nhảy được. Tới đây xe của Hồ đã thoái lui để chém chốt nhòm pháo 3, pháo lại tiến 1 để ngăn chặn. Rồi lại Hồ Vinh Hoa đưa xe 9 chầm đáy ngay, tướng leo lầu. Tiếp theo pháo 6 rời về hai nước, chỉ có cách này mới có thể đưa ngựa tham chiến được. Nhưng tới đây Triệu đánh đơn giản là xe quay về để đánh đuổi. Bởi vậy nước cờ mã 7 tiến 5 không thể, mà nước cờ mã nhảy ra cánh biên thì lại càng không. Lúc này pháo chỉ cần tiến chiếu và pháo sườn lại toi mạng ngay. Bởi vậy nước cờ mã 7 tiến 5 thì không được, mà kể cả thủ đoạn mã 7 tiến 9 lại càng không. Khi Triệu Quốc Vinh chỉ cần lao pháo này lên, Hồ sẽ phải vỡ trận hoàn toàn. Lúc này pháo 6 buộc phải di chuyển, bất kỳ lỗ nào cũng thương vong cả. Bởi vậy ngay tại đây Hồ mã 7 thoái đường 8, Triệu Quốc Vinh đưa mã 9 tiến 8 phát triển. Hồ lúc này lại điều xe vào, Triệu bình pháo sang mời đổi. Và đây đã là một hoàn cảnh rất khó khăn cho Phượng Hoàng Bất Tử. Nếu như thông đổi thì chẳng còn gì, xe mã còn lại không thể nào đương cử với một đám chủ lực và cả một hàng chốt đông như quân nguyên của đối phương. Còn nếu như tháo chạy thì pháo 6 buộc phải bình 7 lựa chọn chính thức, thì Triệu Quốc Vinh dùng mã này đạp luôn cả binh ở biên ải, nhân tiện đe dọa vào chốt đường 3. Chẳng còn cách nào để phòng ngự, tại vì nước cờ tiếp theo là nhảy vào vị trí này sát chiêu. Bởi vậy xe 8 quay đầu về yểm trợ, mã này vẫn cứ chém chốt như thường, phủ sát. Xe này bệnh sang ngăn cản, thì binh tiến 1 để giữ lại. Hồ tiếp tục lại gác tưởng lên đuổi mã, thì Triệu Quốc Vinh xe 4 tiến 2 mời đổi. Hồ Vinh Hoa mã 8 tiến 7 để rút chạy, nhân tiện là đuổi ngược xe. Và quân xe này đang kiềm chế mã bên kia, bởi vậy tưởng có thể tấn diệt. Nhưng Triệu Quốc Vinh còn có đòn hiểm, xe 4 quay đầu để thí mạng. Chuẩn bị một nước cờ là nếu như Hồ bệnh xe sang cũng chỉ cần mã 7 tiến 6 sát cùng ngay. Rất đẹp. Bởi vậy tới đây Hồ chỉ còn cách lấy xe thoái chạy để giữ lấy nước sát. Và Triệu Quốc Vinh đưa pháo 4 quay đầu về. Đây là một nước cờ vô cùng tinh xảo để chuẩn bị lấy tướng quân xuất cung. Trời cũng không thể nào đỡ nổi sát cục Thiết Môn Thuyền. Bởi vậy Hồ chỉ còn lựa chọn pháo 7 dâng lên hai trường, bệnh sang mở chiếu giữ mạng. Thì Triệu Quốc Vinh lại rời xe về nhòm ngựa ngay. Quân ngựa này thoát chạy đi, tướng xuất ra không đỡ nổi, cho nên lấy tướng này tấn diệt để cho Triệu thi hành một sát cục tuyệt đẹp của mình, không phải là xe chém mã ngay, mà đưa tướng quân xuất cung đe dọa, buộc lòng pháo 7 kê vào chiếu trả, rời xe diệt ngựa vừa thoát ngòi vừa tiếp tục đe lấy sát. Tướng buộc phải xuất cung ngay, lại làm gì tướng 4 vào trung lộ. Pháo này đang còn chiếu, nhưng thứ nhất là không thể nào. Pháo này đang còn chiếu, nhưng thứ nhất là không thể nào tướng vào, tại vì xe chỉ cần cắm lên, pháo này quay về. Bình tướng sang và sát, thấy mà Hồ không thể nào đỡ nổi. Bởi vậy sẽ phải là cách còn lại, pháo 6 buộc phải thoát chạy. Và Triệu Quốc Vinh bình xe, tướng quân vào, rồi xuất tướng, Hồ buông cờ nhận thua. Những trận cờ công sát tuyệt đẹp của các đại cao thủ. Còn video này chỉ tới đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.